Ngày 24 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm tuyên Nguyễn Hồng Khanh, 32 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh mức án tử hình, Lê Thị Ngọc Thùy, 26 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh và Kiều Thị Mỹ Viên, 23 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh mức án tù chung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, Khanh, Thùy và Viên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy cất giấu tại căn hộ B1401 quận 12 thành phố Hồ Chí Minh và những lần bán ma túy cho người mua trước thời điểm bị phát hiện vào ngày 23 tháng 9 năm 2022. Tổng khối lượng chất ma túy mà các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự trong vụ án này như sau: Nguyễn Hồng Khanh 27,9 kg, Lê Thị Ngọc Thùy 27,7 kg và Kiều Thị Mỹ Viên là 20,4 kg. Tại tòa, Nguyễn Hồng Khanh đã thừa nhận từ tháng 4 năm 2022, Khanh giúp Đen không rõ lai lịch mua bán ma túy với mức thù lao cất giấu là 5 triệu đồng/kg ma túy, còn tiền công giao hàng cho khách là 1-3 triệu đồng một lần. Ngoài ra, Đen còn đưa tiền cho Khanh đi thuê căn hộ B1101 và C1116 thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh làm nơi cất giấu ma túy. Khanh có nhiệm vụ phân chia, đóng gói và đặt các ứng dụng xe ôm công nghệ giao hàng cho khách. Khi có người mua, Đen gọi điện thoại cho Khanh biết loại ma túy, khối lượng và địa điểm giao hàng. Khanh còn thuê Thùy, bạn gái Khanh, và Viên là bạn của Thùy cùng ở căn hộ B1401 phụ giúp mình việc mua bán ma túy. Theo đó, Thùy nhiều lần giúp Khanh phân chia, đóng gói, đặt xe để giao ma túy cho người mua và nhận tiền công là 10 triệu đồng một tuần. Dù biết rõ Khanh và Thùy cất giấu ma túy để bán, nhưng Viên vẫn giúp Khanh kiểm đếm 10.000 viên DMA vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 để Khanh đóng gói giao cho người mua. Ngày 23 tháng 9 năm 2022, Đen chuyển 7,3 kg ma túy loại MDMA cho Khanh. Trong lúc Khanh và Thùy đưa số ma túy về căn hộ B1401 cất giấu thì bị bắt quả tang. Cũng trong ngày 23 tháng 9 năm 2022, khi khám xét căn hộ B1104, cơ quan chức năng thu giữ hơn 20,4 kg ma túy các loại.